Rồi, và bây giờ là điểm đến tiếp theo của Nhân Quý là sẽ là ở đường chiến lược. Nhân Quý sẽ chạy ra ra cái hẻm lúc nãy nè cả nhà. Qua hẻm nhỏ thôi, thì ở đây rất là nhiều hẻm nhỏ. Những con hẻm mà nhiều khi Nhân Quý đi lạc luôn á cả nhà. Nhiều khi cái định vị sai á là Nhân Quý chạy ha. Chạy hoài chạy đơn chạy không rồi luôn cả nhà. Đấy. Rồi bây giờ Nhân Quý sẽ chạy ra đường này luôn đi. Đây vùng Tá Chu luôn. Ở đây Nhân Quý sẽ chạy ra đây. Đường trái vào đây sẽ ra đường tỉnh lộ 10. Đấy. Nói chung thì Nhân Quý cũng bây giờ là cũng rành được cái khu vực của Bình Tân rồi. Bình Tân với lại quận 6. Quận 6 thì không có rành nhiều nhưng mà Bình Tân thì Nhân Quý biết rất là rõ. Đây Nhân Quý sẽ bây giờ sẽ quẹo tiếp tục sẽ quẹo trái luôn nha. Quẹo trái luôn. Thì buổi sáng thì đường cũng rất là thông thoáng, với lại hôm nay là cuối tuần nữa đó. Cuối tuần thì người ta ít khi đi ra đường. Thường người ta nếu mà người ta làm 5 ngày người ta nghỉ thứ bảy chủ nhật. Còn có những chỗ thì người ta sẽ làm ngày hôm nay luôn. Người ta chỉ nghỉ ngày mai thôi. Để cho như là những nhân viên hoặc là người lao động người ta nghỉ ngơi một ngày sau một tuần làm việc thì họ lấy sức lại và hồi phục cái năng lượng lại. Đấy. Đây sẽ mua lượng đó nha. Trên địa bàn xong mỗi lượng này rồi Nhân Quý cũng vậy á. Nhân Quý nhiều khi Nhân Quý cũng tính chạy 7 ngày nhưng mà thôi nhiều khi rất là mệt luôn, đuối quá thôi Nhân Quý chạy có 6 ngày à. Đấy rồi cả nhà ơi, bây giờ Nhân Quý ra đến tỉnh lộ 10 rồi nè. Đấy, Nhân Quý sẽ chạy một đoạn là đến cái điểm giao của Nhân Quý, điểm giao số 2 rồi. À ở đây có bán bánh mì nè, bánh mì với lại xôi xôi chai. Bây giờ Nhân Quý sẽ qua lộ nha. Cặp điện thoại quay cũng rất là khó qua lộ nhưng mà thôi kệ, Nhân Quý sẽ chạy ngược chiều đợi cho chống xe Nhân Quý sẽ mới qua. Đấy. Thì cái đường tỉnh lộ 10 này á thì nó sẽ đi ra quốc lộ 1 luôn, rất là dài. Để cho Quý bật xi nhan lên đi chứ nếu mà không bật xi nhan lên người ta không có biết, ở nhà nhiều khi chúng ta quẹo trái quẹo phải gì á mà chúng ta không bật xi nhan á, nhiều khi người ta không có biết, bắt giờ cùng chúng ta quẹo một cái là người ta thắng không kịp á, là nó dễ xảy ra tai nạn lắm luôn. Bởi nhiều khi Quý cũng cẩn thận cái chuyện đó, nhiều khi mà từ khi nào mà không có xe á, thì khi nào mà Nhân Quý mà thấy không có xe á, Nhân Quý mới quẹo luôn. Chứ lại nhiều khi Nhân Quý quẹo phải, quẹo từ từ chứ không có chống lượng nhanh nữa. Nhiều khi nào không có xe Nhân Quý mới quẹo không bật xi nhan, còn mà xe đông mà phải bật xi nhan thì người ta biết. Nhiều khi người ta chạy mà người ta tưởng là mình chạy thẳng không mà đang chạy như vậy nè, cái người ta tưởng mình chạy thẳng mà mình bắt chợt mà mình quẹo vô một cái là người ta thắng không kịp. Nhân Quý bị mấy lần luôn á. Mấy lần đó là hả, nhưng mà thôi cũng phải tránh người ta chứ, nhưng mà giờ nói gì giờ. Có nhiều người họ giống như là họ cũng vô tình thôi. Họ cũng không có vậy, như cũng không có cố ý như vậy, nhiều khi họ quên luôn á. Nhiều khi hả họ chạy mà họ bật xi nhan bên trái mà quẹo phải luôn á. Ồ gấu ở nhà. Ồ gấu đẹp quá ha. Rồi cả nhà ơi, Nhân Quý cũng đã đến cái điểm số 2 của Nhân Quý rồi. Nhân Quý xin kết thúc video tại đây nha. Điểm số 2 Nhân Quý đã đến rồi. Đường chiến lược cả nhà, như giờ cũng chạy hút luôn hay gì vậy. Ồ bán xe nhiều quá cả nhà, ai rất là nhiều xe luôn á, xe điện này, ủa xe này xe điện trả góp luôn cả nhà, ồ đẹp quá, có thể mua đấy mua xe trả góp được luôn á. Nhân Quý cũng tính mua chiếc xe khác đó, nhưng mà hồi giờ mới chưa có điều kiện mua, với lại giờ mua góp thì cũng không được, tại vì thu nhập Nhân Quý nó không ổn định đó. Mà mua rồi á là phải về quê là bản số mới nữa ấy, cho nên là nó bất tiện quá, thôi Nhân Quý cũng không có Quý đó, để một thời gian nữa Nhân Quý mới mua chứ bây giờ cũng chưa mua được. Rồi chào cả nhà nha cả nhà ơi.